sơ khủng của bốn nữ quản lý nhóm nhạc Blackpink. Xuất hiện thường xuyên trên trang cá nhân của thần tượng. Sở hữu profile chất lượng, không thua gì idol. Bốn nữ quản lý, bốn cô gái tài sắc vẹn toàn. Alice, quản lý của Lisa. Quản lý của em út Blackpink tên là Alice Gang. Cô được biết đến là nhân vật mát tay trong giới giải trí khi làm việc ở nhiều công ty tầm cỡ. Trước khi gia nhập IG Entertainment, Alice từng làm quản lý nhiều dự án khác. Cô còn từng làm việc tại một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc và tham gia công tác phân phối nhiều bộ phim có doanh thu khủng. Không chỉ tài năng, Alice gây ấn tượng với ngoại hình cuốn hút, ưa chuộng phong cách thời trang đơn giản, thoải mái và năng động. Trên mạng xã hội, nữ quản lý của Lisa thường khoe những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường cực chất. Alison Chang, quản lý của Jennie. Alison Chang là quản lý của Jennie, cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Blackpink khi thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của nữ thần tượng. Jennie và nữ quản lý của mình như một cặp bạn thân. Hai người thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung để ghi lại những khoảnh khắc bên nhau. Ngoài lịch trình công việc, Alison cũng thường xuất hiện bên cạnh Jennie tại các buổi gặp mặt bạn bè, ăn uống hay đi du lịch. Vì thân thiết nên phong cách thời trang của nữ quản lý và Jennie khá tương đồng. Alison có thời gian làm thực tập sinh nghiên cứu marketing và xu hướng người tiêu dùng tại công ty âm nhạc hàng đầu Universal Music Group. Bên cạnh đó, cô cũng từng là thực tập sinh cho Warner Bros., một trong những hãng sản xuất phim điện ảnh và truyền hình lớn nhất thế giới. Jane Kim, quản lý của Rose. Quản lý của Rose là Jane. Nhắc tới nữ quản lý của đóa hồng nước Úc, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến một cô nàng xinh xắn, đáng yêu không thua gì idol. Khán giả còn cho rằng Jane nên thử sức với nghề diễn xuất bởi vẻ ngoài ấn tượng. Jane yêu thích phong cách thời trang nhẹ nhàng, nữ tính hơn các nữ quản lý còn lại. Cô thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ trẻ trung, năng động như những chiếc áo nỉ và quần ống rộng. Có lẽ ít người biết Jane là cựu sinh viên Đại học California tại Los Angeles. Jane từng làm việc ở nhiều nơi trước khi đến với IG Entertainment. Becky, quản lý của Jisoo. Cũng giống như Jisoo, nữ quản lý của cô nàng là người kín tiếng nhất trong số các đồng nghiệp. Cô gái này tên là Becky. Rất ít khi mọi người thấy Becky chia sẻ về cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân. Tuy vậy, người hâm mộ lại nhận ra Jisoo có mối quan hệ khá thân thiết với người quản lý của mình. Jisoo thường để lại bình luận dưới những bài đăng của Becky, phần nào chứng minh tình bạn khăng khít của hai người. Qua những bức hình hiếm hoi trên mạng xã hội, có thể thấy Becky sở hữu phong cách thời trang khá đa dạng. Từ những bộ đồ năng động đến khi diện trang phụ nữ tính Becky đều có thể cân được. Theo nhiều nguồn tin, nữ quản lý cũng từng góp công sức cho nhiều công ty giải trí có số má trên thị trường Hàn Quốc.